Hello, chào bà con và các bạn nha. Hôm nay mình đi review cái máy Kubota DC70, xin lỗi DC93 các bạn. Mà máy này mới đập hộp, mới khai tương bữa nay luôn, còn sáng tưng. Đây, đó, mình thấy máy còn sáng tưng luôn, mới cắt hồi sáng giờ có tiếng đồng hồ. Gò mà lúa đứng nữa, à, cái DC93 này chạy khỏe quá trời luôn. Mua gần 750 triệu đó.